Xong rồi, em xin chào cả nhà nhé. Em vừa về được chiếc bàn là Panasonic Nhật Bản, rất là đẹp các bạn này. Một cái chiếc bàn là không dây hơi nước của Nhật, có hộp coi nha, sách tay đẹp, hộp đấy, như mới luôn các bác, không dây hơi nước nhé. Panasonic NIVK701, màu rất là đẹp luôn này. Màu này màu tím, bác nào mua tặng vợ tặng trẻ em thì tuyệt vời luôn. Thông số đây 100V 1200W của hãng Panasonic, cực đẹp như mới tinh các bác này. Đặc biệt con này nha các bác nha, mặt inox này, dùng vĩnh cửu luôn, không bao giờ lo bị bong chóc bề mặt chống dính đấy. Chợ dàn phun nước ở dưới rất là dày. Đặc biệt chiếc này các bác nhìn, nó còn có thêm một cái phần phun ở đằng trước này để các bác bấm nước mình khi mình là đây này các bác này nhá. Bấm nước khi là mình vào những cái vị trí mình muốn phun nước đấy. Em sẽ cắm điện nhá. Con này điện dây rút luôn, các bác lưu ý là điện 100V đấy nhá, hàng Nhật nội địa điện 100V đấy. Cầm luôn các bác nhé. Nó sẽ mất khoảng, đây trên này là mình có 3 cái mức số khác nhau, bật lên đấy, cho mức mạnh nhất đi, phun nước. Nước này đây, nhìn đây là nó phun nước, mà cái chữ này dịch ra là phun nước này. Phun nước nhé. Có 3 cái mức phun khác nhau, 2 mức phun. Đấy. Bình thường các bác lấy nước các bác bấm vào cái nút này này. Mình bấm vào cái nút này để mình lấy cái khay nước vào nhá. Này, bấm vào cái nút này nhá. Này, con bấm đây này. Đấy. Đồ Nhật cái gì cũng xịn, đặc biệt là đồ Nhật nội địa, họ làm cực tinh tế luôn. Cực đẹp, xuất sắc. Bàn là quá đẹp luôn. Đấy, bắt đầu phun nước không ạ? Nóng lên cái bắt đầu là phun nhá, thì mình muốn phun đây cho nó nóng một chút đã. Nếu đang nháy đèn này thì vẫn chưa đủ độ nóng. Khi các bác mà muốn phun mặt trước thì mình bấm cái nút bên này. Muốn phun mặt đế mình bấm đây. Đây có cái gì này là thử mảnh vải các bác nha. Đây. Đẹp luôn. Nó cứ để đây rồi. Đây rồi. Thực tế nó chưa nóng đủ nóng. Đấy. Chiếc bàn là Panasonic. Cái chiếc này thì em báo giá luôn, em bán là 1.3 triệu nhá. Bác nào thích một chiếc bàn là đẹp này, dây zin này như mới luôn, cái dây còn rất mới nhá. Dây rút rất mới luôn, cực đẹp, chung là xuất sắc. 1.3 triệu cho một cái chiếc bàn là không dây hơi nước Nhật, sẽ cho nó đun nó làm đủ nóng đi thì sẽ thử cho các bác luôn. 1200W. Tình trạng thì rất là mới luôn, gần như là chưa dùng. Chỉ 1.3 triệu thôi cái bàn là này, các bác mua về là quần áo, như bộ quần áo đắt tiền này các bác. Những bộ quần áo đắt tiền là bằng bàn là Nhật này, nó không lo cháy đâu. Nó có cái ưu điểm là cái như này các bác nhé, nó là cái bàn là không dây mà. Cho nên là khi mình nhấc ra này, thì các bác nhìn đây nó có hai cái chấu điện. Đấy. Hai cái chấu điện nó cắm vào đây. Cắm vào cái đế này thì mình cắm điện rồi. Thì khi mà chẳng may nhá, mà các bác có để quên như này này thì cái bàn là của mình nó cũng sẽ nguội dần đi. Nó nguội dần đi nhá, thì nó cũng sẽ giảm thiểu cái vấn đề là bị cháy quần áo đấy ạ. Vì khi nó để ra đây thì không có điện nữa rồi, thì nó chỉ mất khoảng mấy phút thì là các bác đấy, thì mình sẽ không bị cấp điện nữa, thì nó không bị cháy quần áo luôn nhá. Bây giờ em sẽ phun nước này, các bác nhìn phun nước này. Đấy, có thể phun nước mạnh nhiệt đấy. Đấy, bàn là Nhật nó phải thế chứ. Đấy, phun nước đây, là. Đấy, mọi người kìa. Đấy, khoảng tít thò lò luôn. Đấy, để quên như này thì nó ngắt điện rồi, thì nó cũng một, nó khoảng phút thôi là nó nguội lại, thì nó giảm cái độ nóng đi. Mình đặt đây, cái này nóng rất là nhanh nhé. Đấy, các bạn đặt đây thì nó chỉ tầm khoảng mấy giây thôi, trong khi mình đảo lật quần áo này. Ví dụ các bạn là xong rồi các bạn lật, ví dụ đang trong quá trình mình lật đây, thì mình đã đặt vào cái đế này.
Đấy, mình đặt vào đế này thì nó lại nhận nhận điện nó nóng rồi thì mình lại tiếp tục mình là thôi. Đấy. Còn cái nút này đây, mình phun ở đằng mặt trước này. Đấy, phun chưa? Các bạn nhìn chưa? Phun này. Đấy, đấy nó là cái bàn là Nhật thì nó phải xịn thế chứ. Đấy, bác nào mà hay sơ vin cắm thùng này, quần áo biết này, mua về là đúng không? Bàn là Nhật nó quá xịn luôn. Đấy, 1,3 triệu các bạn nha. 1,3 triệu cho chiếc bàn là Nhật này thì bất chấp tất cả các cái thể loại bàn là Việt Nam luôn. Chào các bác nha.